Nhưng mà anh ấy lúc nào cũng đi với khóa 6 của chúng ta. Con Dũng,
phát sáng theo tán là đến từ San Diego. Hôm nay chúng ta có một cái member mới của 668 chưa từng đến bây giờ. Xin mời anh chị Dũng lên trên này, lần đầu tiên tham dự 668. Xin mời anh chị Dũng lên trên này luôn. Nhân vật mới thì giới thiệu với anh có sáu luôn. Chúng tôi là khóa 668 chủ yếu ở đây. Xin anh cho biết là anh vừa nói anh là đội nào? 8 anh khóa 8 rồi, 6. À, xin lỗi. Đúng rồi, 42 nhiều đó, tôi không làm. Không có, nhưng mà khóa 8 hay khóa 6 mình nhập vào luôn cũng được. Yeah, rất là tốt. Ok rồi, xin cảm ơn anh Dũng, sự tham dự của anh chị. Anh chị coi như là hôn đệ chị Vinh. Rồi, xin mời anh chị. Rồi, xin mời tất cả các bạn. Rồi, tự nhiên anh. Rồi, bây giờ là đến phần văn này thì tôi xin giao lại cho ông MC để văn này, ông Nguyễn Bình Trinh đâu rồi? Thầy chưa nhiều. Nhiệm vụ của tôi đến là chấm dứt giao lại cho mục sư. Xong xin cảm ơn vợ chồng Nguyễn Đức Tiến đã tổ chức ngày hôm nay rồi. Yeah.
lên đài để quý vị lên đài. Xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca của chị Ái Khuê qua nhà phẩm Gõ Cửa. Xin mời chị Ái Khuê. Để mở đầu cho buổi tụng bài khóa 668 của các bạn, Khuê xin trình bày tác phẩm mang tựa đề của Mạnh Phát. Xin ghi nhận cùng người thân. Xuống đài xa
hai con trai là cái gì? Không biết. Xem qua đây, xem qua đây. Bạn ơi đi qua. Biết ai yêu đương rồi vậy nè. Chứ cái gì là không cái gì nè. Xem qua đây, xem qua đây. Vâng, chúng tôi xin hân hạnh chào mừng tất cả quý vị vừa mới đến dự cái buổi chúc vui với anh em khóa 6 của chúng tôi hôm nay. Em tôi đặc biệt là khóa 6 chúng ta sinh nhật của anh Lê Đông Hải, và chúng ta sẽ ca bài đó với Happy Birthday. Thank you.
Thank you.